và mình sẽ để lên đây một lần nữa để cho khách hàng mình có dễ mình dễ so sánh hơn. Màn hình mới và chiếc màn hình zin của Mazda Connect khác biệt nhau hoàn toàn luôn, và bấm giữ trong vài giây thì lập tức nó sẽ chuyển qua đây hệ điều hành Android. Mình sẽ thao tác thử cho khách hàng mình xem nhé. Xin chào Anna, mở video nhạc trẻ. Xin chào tất cả quý khách hàng, một chiếc Mazda CX-8 vừa được lấy ra từ xưởng và anh khách đã chạy ngay tới Pika Auto để mình nâng cấp một món phụ kiện có thể nói là rất là cần thiết và hot trong thời gian gần đây. Đó chính là đầu màn hình Quest Vision dành riêng cho những cái dòng Mazda như thế này thôi. Và chiếc màn hình này có gì đặc biệt? Hãy cùng Pika Auto mình vào trong để khám phá nhé. Của Mazda CX-8 thì khách hàng mình thấy đây là cái màn hình zin, màn hình nó chỉ chạy một cái hệ điều hành thôi, đó chính là Mazda Connect. Thì cái kích thước của nó khá là nhỏ luôn đây, và cái màu sắc nó chỉ hiển thị như thế này thôi, nó không có nhiều chức năng để cho mình sử dụng, và mình lên mạng hoặc là các chức năng khác rất là khó sử dụng theo nhiều đánh giá của khách hàng mình đó. Còn đây là cái chiếc màn hình Quest Vision mà một lát nữa đi cao tu mình sẽ thay thế cái màn hình này. Mình sẽ để gần để cho khách hàng mình dễ so sánh hơn ha. Đây, kích thước của nó rộng, vô cùng rộng luôn. Và khi mà lắp trang bị trên đây thì nó sẽ cho cái tầm nhìn của quý khách hàng mình dễ dàng mình xem những cái camera hoặc là mình xem những cái chức năng giải trí thuận tiện hơn ha. Và hầu như cái này nó đều đi tắt cắm cả, có những cái hệ thống tắt cắm như thế này nên là đảm bảo cái sự an toàn cũng như là cái hệ thống điện của xe mình. Và mình sẽ để lên đây một lần nữa để cho khách hàng mình có dễ mình dễ so sánh hơn. Màn hình mới và chiếc màn hình zin của Mazda Connect khác biệt nhau hoàn toàn luôn. Và mình xin mời tất cả các khách hàng mình hãy cùng theo chân những anh kỹ thuật viên mình xem cái quá trình lắp đặt cái màn hình này cho xe Mazda CX-8 như thế nào, và sau đó mình sẽ quay trở lại sau khi đã lắp đặt hoàn chỉnh nhé. Một vài tiếng thi công thì Pika Auto cũng đã hoàn thiện chiếc màn hình Quest Vision dành cho xe Mazda CX-8. Bây giờ mình sẽ thao tác thử cho khách hàng để mình xem là hai hệ điều hành sử dụng trên chiếc xe này như thế nào nhé. Và thưa quý khách hàng, trước mặt của mình đây chính là màn hình Quest Vision được lắp đặt trên Mazda CX-8. Khách hàng mình có thể thấy là kích thước của nó rất là lớn, 10,25 inch, giúp cho mình dễ dàng mình quan sát những cái ứng dụng ở trên này và mình dễ dàng thao tác hơn nữa. Và dù ngồi ở cái góc độ nào trên xe thì khách hàng mình đều thấy rõ cái màn hình này cả. Cấu hình của nó cũng khá là lớn luôn, cấu hình RAM 4 và bộ nhớ trong là 64GB, cùng với hệ chạy hai hệ điều hành song song. Đây là hệ điều hành Mazda. Quý khách hàng mình sẽ thấy cái chữ Mazda hiện lên như thế này. Và mình muốn qua một cái hệ điều hành Android 8.1 thì mình chỉ cần bấm một nút có cái hình nghe nhạc và bấm giữ trong vài giây thì lập tức nó sẽ chuyển qua đây hệ điều hành Android. Quý khách hàng mình thấy rất là quen thuộc phải không ạ? Và mình dễ dàng mình thao tác đây. Khi mình minh vô ứng dụng như thế này thì mình thấy nó rất là quen thuộc, giống như là mình sử dụng những cái app ở trên màn hình điện thoại của mình vậy. Với cái chức năng mà sử dụng hai hệ điều hành như thế này thì quý khách hàng, thứ nhất là mình giữ được những cái zin của xe, thứ hai là mình dễ dàng mình sử dụng, mình cập nhật những cái tiện ích thông minh nhất trên này. Cái hiển thị của nó cũng vô cùng sắc nét luôn. Khách hàng mình thấy ha, nó mình lướt như thế này và dù bên ngoài cũng hơi tối nhưng mà mình vẫn nhìn thấy rõ, nó không bị chói mắt của người dùng nữa. Những cái hiển thị trên này bao gồm đây, quý khách hàng mình thấy là mình chạy những cái ứng dụng nào thì nó sẽ hiển thị cho mình. Một cái điểm đặc biệt của cái màn hình Quest Vision này chính là khiển giọng nói hai lớp, và quý khách hàng mình có thể tương tác trực tiếp với cái màn hình này luôn. Mình sẽ lướt qua sơ cho khách hàng mình xem. Đây là hệ điều hành Android 8.1.
mình sẽ quay trở lại cái hệ điều hành Mazda cho khách hàng mình xem một lần nữa nhé. Một thao tác bằng cái nút bấm ở phía dưới cái vô lăng, khách hàng mình sẽ xem được. Đây hệ điều hành Mazda, có chữ Mazda Connect đây. Mình giữ toàn bộ zin của xe, mình có thể xem thông số đây ha. Và mình trở lại. Và bây giờ mình sẽ qua hệ điều hành Android. Màn hình Gas Vision cho xe của mình thì quý khách hàng mình sẽ thấy một cái điểm nổi bật, đó chính là mình sử dụng, mình điều khiển tất cả các chức năng ở trên màn hình này bằng giọng nói cả, bằng cái lớp hiển giọng nói rất là thông minh của Gas Vision. Bây giờ mình sẽ thao tác thử cho khách hàng mình xem nhé. Xin chào Anna. Chơi nhạc trẻ trên YouTube. Và như khách hàng mình thấy với cái câu lệnh xin chào Anna và mình khiển theo những cái danh mục mà màn hình giới thiệu cho mình thì mình sẽ mở được tất cả các chức năng ở trên màn hình này. Đây là một cái chức năng hỗ trợ rất là nhiều cho người lái của mình luôn. Khi mà mình chạy xe đường đông hoặc là mình bận rộn thì mình không cần phải giờ màn hình, mình chỉ cần thao tác bằng cái giọng nói của mình là mình mở tất cả các chức năng ở trên này ha. Và mình sẽ thử mở một số chức năng khác ở trên màn hình này cho khách hàng mình xem nhé. Xin chào Anna. Tăng âm lượng. Đó, và mình dễ dàng mình thao tác mình tăng âm lượng ở trên này. Một cái ứng dụng mà được rất là nhiều khách hàng mình quan tâm đó chính là bản đồ. Mình cũng sẽ mở bản đồ bằng khiển giọng nói cho khách hàng mình xem. Xin chào Anna. Dẫn đường đến chợ Bến Thành. Chúng ta sẽ đi chợ Bến Thành. Đó, và cái phần mềm nó sẽ đọc lại cái câu lệnh cho mình nghe để mình xác định một lần nữa ha. Và đây chính là cái bản đồ Google Maps mà cái màn hình Gas Vision này nó hiển thị cho mình. Trên đây thì đầy đủ những cái chức năng luôn, mình có thể thu phóng để mình tìm đường nè. Nó sẽ hiển thị hầu như là đầy đủ những cái thông số của chiếc xe mình và mình dễ dàng mình di chuyển. Cái bản đồ này thì nó đã hiển thị cái đoạn đường mà gần nhất và thông minh nhất cho mình rồi. Khách hàng mình có thể luân phiên ha, mình sử dụng cái chức năng nào thì mình có thể khiển giọng nói. Và mình cũng sẽ mở một ứng dụng mà được rất là nhiều khách hàng mình ưa chuộng. Xin chào Anna. Mở VTV Go. Đó, và khi mà nhận tín hiệu thì màn hình của mình lập tức nó chuyển sang cái kênh VTV Go liền. Đây là cái app sử dụng những cái, nó sẽ ổn định nhất cho khách hàng mình xem phim ha. Và ngoài những cái ứng dụng mà nãy giờ mình test thử cho khách hàng mình xem, khách hàng mình còn có thể vào app ứng dụng như thế này đó, và mình lướt, mình có thể điều khiển và mình sử dụng rất là nhiều những cái hạng mục ở trên này. Bản đồ như hồi nãy mình nói, mình kết nối CarPlay để mình gọi điện, mình có thể sử dụng máy tính, bản đồ Navitel nè, mình có thể lên mạng nè. Và đây là cái CH Play rất là quen thuộc phải không ạ? Quý khách hàng mình có thể lên đây, mình tải những cái app ứng dụng nào mà mình yêu thích để mình về mình sử dụng cho cái màn hình DVD của mình, cũng giống như là chiếc điện thoại thông minh vậy. Nhưng mà cái này nó kích thước nó lớn hơn và giúp cho quý khách hàng mình dễ dàng mình lái xe cũng như là cho gia đình của mình thưởng thức ở những cái tiết mục giải trí vô cùng hấp dẫn và thú vị ha. Và trên đây là màn hình Gas Vision được lắp đặt cho xe Mazda CX-8 được thực hiện tại Bica Auto Center. Nếu mà quý khách hàng mình quan tâm đến những sản phẩm phụ kiện mà đặc biệt là đầu màn hình dành cho ô tô thì có thể liên hệ với Bica Auto qua số hotline miễn phí là 1800 9254. Ngoài ra thì mình còn có thể truy cập vào website bicaauto.vn để mình tham khảo nhiều thông tin về giá cả hơn nữa nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video clip lần sau.